mấy người biết tại sao hôm nay tôi uống nhiều. Hồi nãy mấy đứa đang ngắm. Mấy người phải tỉnh táo lên. Mai là tới đám cưới của tôi rồi, mấy người phải phụ đưa dâu tôi nữa. Mà mấy người cứ xỉn như vậy hoài. Tỉnh táo. Đám cưới. Mấy người nghĩ tôi vui hả? Tôi vui khi nào mình đưa dâu hả? Mấy người có thấy tôi hiện tại như thế nào không hả? Mấy người không có thương tôi hay sao? Tài ơi Tài. Dạ mẹ mẹ ơi. Bạn bè khách khứa chẳng là sao con không tiếc mà con còn Nam nói sao vậy con? Dạ Nam xịn quá, Nam ối nên con coi Nam làm sao. Mẹ vô trọng mẹ tiếp khách giùm con đi. Một xíu con vô liền, con coi anh Nam làm sao nhờ con vô liền nha mẹ. Ừ, lẹ lẹ vô tiếp khách nha con. Dạ 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 mẹ. Tài. Con xin lỗi bác mà. Nhưng mà
Bác có biết không? Bác có hiểu được không? Bác là một người mẹ. Bác bao giờ bác thông cảm cho Tài. Bác hỏi Tài muốn gì, cần gì. Tài thương ai yêu ai hay không hả bác? Bác ích kỷ lắm. Bác chỉ nghĩ đến sĩ diện của mình thôi. Bác thật là ích kỷ. Ích kỷ hả? Cậu nói ai? Buông ra. Tôi nói cho cậu biết, một cái tát đó là tôi cảnh cáo cậu. Cậu đau lắm không? Ở đây tôi cũng đau nè. Còn nó cũng đau kia kìa. Dùm bớt đi không? Con nè, Tài nè, đau tới một chân một kẹt lên. Bác có biết được không hả? Tài, bây giờ mẹ nói nhiều nữa. Đứa vợ con và thằng Nam, con chọn đi. Bác không cần, bác không cần phải làm Tài khó xử đâu. Con sẽ là người đi. Ủa chuyện này là sao vậy má? Không có gì đâu con. Nhiệm vụ của con á là sanh cho má một đứa cháu nội nè. Con làm dâu hiền và vợ thảo là được rồi nha con. Trời ơi, không có chuyện gì đâu con. Con đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nha. Trời ơi, con dâu của mẹ này đẹp quá trời luôn nè. Nam, chuyện gì Nam? Bác ơi, Tài. Tài nói sao? Tài đi xe đụng rồi bác ơi. Ôi chồng con. Thằng Tài bị xe đụng. Trời ơi, trời giết con tôi rồi. Tài ơi mẹ xin lỗi Tài ơi. Tài ơi em ở đâu rồi Tài? Em có nghe được anh nói không Tài? Cái vét rồi nó hơi dơ tí xíu nha quý vị ơi. Hay là kem Tài dạ, dạ đúng rồi. Dạ quý vị ơi, dòng loại tiếp theo vẫn là tấm vé 20.000 đồng à. Ai chưa có lá vé thì nhấc nhẹ những cánh tay lên, bổ đầu chúng em sẽ phục vụ tận nơi tận chỗ cho tất cả quý vị à.
Rồi, anh ơi cho em miếng nhạc đi, em vô đây em nói chuyện đi anh ơi, chứ em nói chắc nó lạnh sân khấu anh ơi. Anh đúng rồi. Chị bán hết vé chưa chị ơi, chị Phụng? Chị bán hết vé chưa? Diễn kịch khóc, ngồi coi khóc, không ai mua đâu. Vé vé, ở đây nè chị ơi, chị đây nè. Chị còn vé không mà chị đứng chị chửi ai dữ vậy chị gì Phụng ơi? Hết vé rồi. Hết vé rồi, quá giỏi luôn. Anh chưa có lấy vé nhất nhẹ không đầu ngón tay lên rồi bổ rồi chúng em sẽ phục vụ anh. Nam ơi, nói tiếp đi Nam. Máu kìa, người dính đầy máu của tôi rồi. Rồi sao? Rồi xong đêm nay rồi qua tiết mục này có khi nào mà đẩy luôn cái cúp bồ của mình luôn không ta? Giỡn thôi quý vị, giỡn xíu nha quý vị ơi. Và hiện tại vẫn đang phục vụ quý vị trong lời tiếp theo. Quý vị nào chưa có vé thì chắc nhẹ một cánh tay, còn đã có vé rồi thì hãy tập trung vào ánh sáng. Giờ số trong đội này Nhật Nam và Nguyễn Tài không có chúng vị gặp nhiều may mắn quý vị nha. Số gì đây à, mấy gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, mấy gì kêu xa cách nhau thật rồi thường chẳng chịu thu. Ngày em bước ra đi nước mắt em biệt ly, hoa vẫn rơi bên thềm nhà lá sắc rơi đi nhiều, và anh chúc em yên bình mỗi tầm bật em kiếp sau. 36 câu 36 số đầu tiên, 36 số đầu tiên, 36 36 ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, cá lóc cá chép cá bông cá mông cá lồng tông xeo, cá thịt cá bông cá mua hồng xeo tới mùng hai xeo, nhà vô bà con ta cùng tới lô tô Sài Gòn, Sài Gòn tất đai hải định 15 đồng mua hôm một thùng cá xeo mua liền về cười tôi ơi 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 ơi, còn 30 còn 30 còn 30 quyền 30 à, còn 30 nó có bách ra, còn 30 số gì đây à, số gì đây, con số gì đây, mấy gì kêu chứ tết này chẳng giống mà tết xưa, chẳng đi mua vụ chẳng say mà một mình à. 29 số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, ở dưới quê làm ăn mà con cá em lên Sài Gòn em đi bán cao đâm, còn số năm, còn số năm, còn số năm, còn số năm mà năm bờ vai còn đọc lại hả? Dạ để làm ăn xin lỗi đối đi hết trên đọc lại số nha. Còn số năm mà còn số năm 29 còn 30 à, còn 30 36 mới bốn con giò số tiếp quý chị ơi à, số gì đây à, số gì đây, con số gì đây, mấy chị kêu mấy một người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề cùng nhau bước đi trên con đường về, ngày xưa chúng ta vẫn hay đừng mơ một ngày như thế, đến khi người trở về người lại bước đi bên ai bên kia để cho nỗi đau anh thêm nặng nề, giờ đây ấm êm biết em có nghe chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em hoa sao em nỡ người nhẹ chốn mà xa xăm chỉ con 15 mà con 15 cứ con 15 còn 15 con 15 con 15 năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây, thôi thôi mà thôi thôi mà cái đôi nhịp cầu sao nè, cái đôi đó nhịp cầu nàng xót có biết, tháng năm nhìn tôi ngày bà lần sẽ qua là đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta trai em mà đặt xa, năm mười ba là anh ghé cờ hết xếp lô xin dừng xe. Đọc lại đó chị chưa kịp dạ xin lỗi nha, để em đọc lại à. Mình vào từ từ giùm em số 5 15 15 29 30 36 36 và 53 kịp chưa hết quý vị ơi, kịp chưa ạ? Dạ để em kêu số tiếp nha cô. Dạ rồi giờ số tiếp luôn quý vị ơi. Số gì đây à, mấy gì đây, con số gì đây, mấy gì kêu quay đùa đi chơi tối nay rồi để gặp lại xem có con thích hay thôi rồi rộn ràng mở sáng ta nhắm con mồi nào mình đi đúng phát tiền 50 nguyên và nguyên 50 nó có 50 còn 50 còn 50 còn 50 số gì đây, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, đêm đêm con ngước lên trời hỏi xem cha mẹ con giờ ở đâu, có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ, không cha không mẹ như đường đất dài. 47 yeah.
em là hồng lòng không có gì hết, đừng có giật cái đừng có rung xuống. Chị đây hay chị đây con hay chị đây hai, chị đây con hay chị đây hai, chị kêu cổ đêm đèn mơ sẵn sẵn lo kêu dưới hay kêu trên tắt đèn là biết ngày 27 hai gì đây hai gì đây hai gì đây hai gì đây. Chị cầu ơi, chị cầu nó mất tiêu rồi, chị cầu ơi. Anh ơi đâu thành, anh ơi anh ơi đâu thành, anh ơi đâu thành, anh ơi anh ơi đâu thành. Thôi đâu thành của chị chậm bành quá em có dám vô. 21 vô, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 số gì đây con số gì đây mấy gì kêu số gì đây. Nhạc màu anh với khi ta có nhau như muốn anh ai lầm đầu cho tình cảm thêm dối đau cái khó tạm dưới chân nàng đã cả tôi xuống rơi theo môi tình nàng không mà cho mình là 39 39 39 39 39 39 39 39 số gì đây mày gì đây mấy gì đây mày gì đây mấy gì đây mày gì đây. Con trăn không chứng nó đi ngâm rừng mà bảy chú con gà không chứng nó đẻ chín mười con phải chi nhan sắc em còn thấy em đẹp quá anh đứng ở một phòng yên con mười nguyên con số mười con số mười là lá dẻ cờ hơn xích lô xin dừng xe. Số 10 đã có chủ nhân đọc giải à? Còn ai đọc giải không thì nhanh chân chạy lên sân khấu để chúng em trao thưởng luôn ạ. Dạ, quý vị nào cho đọc giải nhanh chân tiến lên sân khấu giúp em nha, chúng em dò số ạ. Dạ, dòng loại tiếp theo cũng là 20.000 đồng đúng không ạ? Dòng loại 3685 ạ. 3685, đúng vòng loại. Đâu có kinh hàng nào đâu cô? Đầu tiên mà rất nhiều áp lực nhưng các bạn chuẩn bị rất là kỹ. Kính thưa quý vị, phải nói luôn là chuẩn bị rất là kỹ bởi vì cái đám cưới là có làm thiệp luôn quý vị nha. Làm thiệt mà ghi ở trong này thông tin rõ ràng luôn nha. Làm kịch nhưng mà rất là chỉnh chu từ chút một luôn. Và phải nói luôn là các bạn là những người thi đầu tiên nhưng mà mở hàng quá xuất sắc. Phải nói thật sự luôn, chị rất là thích. Và có cái điều, có cái lời rất là khen cho Nhật Nam luôn là em rất là can đảm và làm quá tốt. Nói chung là hát cũng tốt, ghi số cũng tốt, kéo con cũng tốt. Và phần thi tài năng của em cũng tốt luôn. Tuy nhiên nó có một cái gì thì chị không biết là các bạn chia bài hát với cái tâm như thế nào. Nhưng mà lúc đầu thì chị nghĩ là cho bài hát thôi. Nhưng mà sau này mới cảm thấy là tài đó, hát nó không có thoát ra được. Nếu mình đứng trên sân ca sĩ, mình trên sân khấu mà mình hát thì cái giọng nó phải vang, phải bay. Nó là như vậy, nó phải hơn cái người hát karaoke bình thường. Và ở mức độ hiện tại chị chỉ nghe được khoảng giống như là em đang hát karaoke thôi, chơi ở nhà thôi, chưa có phải là một người ca sĩ. Nếu mà nói về phần thi tài năng theo chị, phần hát như vậy thì em chưa có đạt điểm về phần hát. Nhưng mà phần kịch thì cũng là tuyến chính của em nhưng mà lại nam người đánh nhiều hơn. Cho nên nếu mà so một cặp đôi thì em bị chinh một chút xíu. Đó là nhận xét của chị ha. Xin mời chị Nhung. Giống như lộ đã nhận xét thì Nhật Nam phần diễn xuất của em rất là tuyệt vời luôn, diễn xuất rất là nhập tâm. Còn tài thì em chưa có nhập tài lắm luôn. Cho nên là cái phần nhận về kịch. Còn cái phần lô tô tài em yêu quá số á, giống như là nó còn giống giống cái gì chưa có tung tỏ ra hết á. Thì chị hy vọng là nếu mà làm sao mà mình còn cơ hội tiếp tục á, em có thể là em tung sở cái giọng của mình ra để cho nó luôn nó. Tại vì mình đứng sân khấu mình hát live là cái giọng mình phải thanh, là phải luôn nó để cho nó khán giả người ta sẽ nghe. Còn Việt Nam thì chị đánh giá phần của em cái phần thì rất là cao, lời chúng mình hay rất là nhiều ạ. Chị Nguyên có nhận xét gì không? Thật sự tiết mục đầu tiên của Nam và Tài gây rất là nhiều cảm xúc với chị Quyền. Vì trong cái cộng đồng của mình, tình yêu nó không bao giờ được trọn vẹn, đã chạm tới cảm xúc của Quyền. Tuy các bạn phân giai nó đúng cái tuyến, nhưng mà nhờ Châu Pha, cảm ơn Châu Pha nha. Châu Pha là người đã đẩy cảm xúc cho Lâm Nhật Nam, đúng không? Đó, tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà cái tiểu tiết rất là nhỏ đó. Nhưng mà nhờ cái bạn gì đó, Châu Pha đã tiết một cái lửa để em có thêm một cái cảm xúc để mà em dâng trào lên cái tiết mục diễn của em. Bây giờ không nói gì chuyên môn nhiều thì mọi người đã thấy là em đã nhìn thân Tài rồi. Nhưng mà cách mà các em bố trí vai với nhau á, là Tài trong vai vợ đúng không, thì nó có cái gì đó gọi là nó hơi bẽn lẽn, nó hơi gùng ghè tất cả mọi thứ. Cái này là vô tình hay là cố ý, nhưng mà chị Quyền không biết. Nhưng mà thật sự nếu mà chấm về diễn xuất nha, về tài năng thì Nam vẫn nhỉnh hơn Tài. Chúc mừng phần thi của hai bạn trong tối ngày hôm nay. Dạ
xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ Nam và Tài sẽ nhận ngừng phần thi lại cho. We sail a little.